Tôi tên là Ánh Hồ, ngụ tại Houston cũng 40 năm rồi. Hai vợ chồng cứ đi coi coi vòng 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 đó. Mình cũng có thử nhiều cái hiệu. Rồi xong cái đi qua cái tiệm US Mattress ở phía sau Lee Sang Quyết ở đường Boone với Bel-Air đó, có cái em giới thiệu về cái Luraco, nói là Luraco đó là sản xuất tại Mỹ, của người Việt Nam mình sản xuất nữa, cái ở Đà Lạt. Tôi nghĩ là cái gì mà về USA là tôi thích à. Cái đồ Mỹ mình á, cái chất lượng của nó lúc nào cũng bền hơn của người của các nước khác. Mình là người Mỹ, mình ủng hộ Mỹ để Mỹ mình có sản xuất có cái này thành ra thì đời sống dân mình nó mới cao hơn. Là thứ nhì nó là người Việt Nam mình nó là sáng chế ra cái máy này. Rồi đó mình ủng hộ cái người Việt mình nữa. Đó là hai cái điều kiện để mình ủng hộ. Rồi thứ ba nữa là cái tiền nó cũng xứng đáng với cái máy.